Hôm nay chúng mình có salad bò này. Ăn đi. Cái bò này bò chín hay bò Thái? Hôm nay mình ăn phở này, còn đây là mì kanakake. Mì. Kiểu lúc nào đồ ăn của nhiều mình trông ngon hơn ý. Đương nhiên rồi. Mình muốn chết không? Muốn chết không? Đương nhiên rồi. Khét vãi. Xin hãy cho cảm nghĩ. Rõ là để cho mọi người không hiểu ra xong. Sao bạn quay? Thế điểm anh chụp ảnh. Vui lên, cười đi. Đây là nhà thờ Đức Bà. Nhưng mà nhìn thấy có mọi người ở, nó vẫn chưa sửa lại xong. Mọi người lên tập đàn đây à? Hay à? Cái nhà mới có người nhìn private đấy. Kiểu khai bài là bao nhiêu tập cho private này. Mọi người có nghe thấy mọi người ý là nói lấp lánh đi, lấp lánh đi, lấp lánh đi, lấp lánh đi. Chúng mình cũng đang đợi. Ê, cái tàu của mình nó còn dừng lại để nó đợi luôn đi. Bạn có nghĩ là mình nên chơi trò kiểu mỗi lần chúng nó nói lấp lánh thì mình take một shot không? Thế là cái bài lấp lánh ở đây. Đi của Robin Sparkle. Lần đầu tiên đi xe đạp sau rất lâu. Thích quá đi. Có. Nhưng mà trông tôi sẽ kiểu rất nhiều nọng ấy. Bây giờ chúng mình sẽ đi dọc cái đường bờ sông này là sẽ đến nơi. Dìn dìn. Em nắng bên. Điên mọi người ơi. Update mọi ngày đi chơi sóng gió. Update chúng mình lại đứng vào cái line dài một tiếng đó. Tiếng nó về nhà chưa lành. Em xếp hàng tiếp kìa. Mọi người ơi, lại sợ xếp hàng tiếp rồi. Mình sẽ bị điên mất. Chúng mình sẽ đi xuống. Tức là nó có một cái đường hầm. Kiểu nó bắt phải đi qua đường hầm ý. Ác độc quá ý. Ừ, chưa làm tiền ý.
nó là cái lá sen mà. Lá sen, lá bèo à? Ừ. Bèo. Quay rồi nhá. Không muốn một cái nến như người ta. Mình ăn pizza với cả nấm và các sốt nấm truffle. Tôi đoán đấy là dầu ô liu. Yep. Ê, nó bị xinh ý mọi người ơi. Baby đã không? Chắc rồi, đi ý đi. Có một miếng gì này. Có, tôi cũng muốn thử.